ngắn như vậy cho đến hết. Sau khi mà mình đã ghép được như vậy rồi, bây giờ thì ở đây mình sẽ cho keo và ghép lên đây những cái thanh que cố định lại như thế này nữa. Như vậy thì ở đây mình đã gắn được những chi tiết xoay quanh, ở giữa là gam màu cam và xung quanh đây sẽ là gam màu tím, màu đỏ và màu xanh như thế này. Sau khi mà mình đã chuẩn bị được, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị những sợi dây và những bông hoa. Ở đây thì mình sẽ có chuẩn bị là 3 sợi dây như thế này nhá. Mình sẽ lật quay ngược lại ở đây. Sau đấy thì mình sẽ cho keo lên trên những sợi dây màu trắng và mình sẽ gắn những sợi dây lên. Sau khi mà mình đã vừa gắn được, mình sẽ lật quay ngược lại phần khung hình của mình và mình sẽ sử dụng kéo để chúng ta sẽ cắt ngắn những sợi dây. Mình sẽ cắt hai bên này, những cái sợi dây được ngắn hơn nhá. Và sau đấy thì mình sẽ sử dụng ở đây là một đường tròn. Đường tròn của mình sẽ có đường kính là 7,5 cm. Mình sẽ gấp đôi phần đường tròn của mình lại. Sau đấy thì mình sẽ cắt theo cái đường vòng như thế này và mình sẽ có được một cái đường tròn ở đây. Ở đây thì mình sẽ cắt, sau đấy thì mình sẽ cho keo lên, mình sẽ cắt ngắn hơn nha. Như vậy thì mình sẽ cảm thấy là cái khung hình của mình được đồng đều hơn. Bây giờ thì mình sẽ trang trí những cái đường tròn của mình lên như thế này. Sau khi mà mình đã gắn được những đường tròn như thế này, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm những bông hoa. Mình sẽ sử dụng ở đây là mẫu giấy có gam màu trắng và kích thước là 5x5 cm. Mình sẽ gấp chéo lại như thế này nhé. Sau đấy gấp chéo lại lần thứ hai. Đây mình sẽ mở sang hai bên cánh giấy và gấp lại thêm một lần nữa. Mình sẽ cắt đi phần dư ở phía bên trên. Sau đấy sử dụng bút chì và phác họa lên đây là hình cánh hoa. Từ hình cánh hoa mà mình đã vẽ, bây giờ thì chúng ta sẽ cắt ra. Mình sẽ mở ra và mình sẽ có đây là một bông hoa 8 cánh có gam màu trắng. Mình sẽ tạo độ cong cho cánh hoa bằng cách chúng ta sẽ sử dụng cái que gỗ của mình nhé. Khi mà mình đã tạo được độ cong ở đây thì mình sẽ cắt bỏ đi 0,1.